Anh em Tuy Phong xin chào các bạn nha. Thì sáng nay Tuy Phong sẽ đi đưa dâu. Đội hình hôm nay em T10 cá CB1000 R6 Hayabusa các bạn, lại cá tiếp, cá đây em đi kia đâu qua. DM cá luôn. Còn đây là hai siêu phẩm Apila với lại cá voi 2020. Và đây là cá DM siêu phẩm hàng hiếm luôn vậy. Rồi A1 bản 2020. Chào. Đây là chú rể. À lộn, mình xin lỗi. Đây là chú rể. Mình mới là chú rể. Đây các bạn. Cô dâu đâu? Cô dâu đâu? Đây là cô dâu. Cô dâu nè. Đây cô dâu đây các bạn. Để mình dẫn cô dâu về nhà luôn. Quay phim em hết rồi. Anh gục đi, anh gục. Đâu? Đổi cô dâu. Đổi chú rể rồi. Đổi cô dâu. Rồi vô động phòng đi. Sau một thời gian thì chú rể đã suy nghĩ lại. Ủa cô dâu kì vậy?
bạn thì cuối cùng đã đi đến nhà chú rể rồi các bạn. Đường hôm nay hơi đông, thành ra đi xe hầu như xe nào cũng nóng hết á. Các bạn hãy ủng hộ Moto Tri Phong và Ốc 299 rồi kênh Thái Dũng Official nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.